những con rối dẫn dắt dư luận, ngày xưa khi các thái tử nối giỏi, hoặc các vị vua trẻ tuổi học bài, các thầy dạy có quyền trừng phạt như các trò khác. Nhưng thay mắng mỏ, đánh đòn vào họ, các thầy sẽ trừng phạt vào những con buồn nhìn, hoặc một kẻ hầu hạ, đây được gọi là những thằng vã trong cung đình. Trăm thứ tội ngu dốt, hỗn láo của thái tử, của vua thầy đều trút vào đầu thằng vã. Chuyện xưa tưởng đã đi vào của quá khứ lịch sử, nhưng bây giờ trong thời buổi nhiễu nhương, loạn lạc, mọi thứ lộn tùng phèo nó lại diễn ra. Sau khi táo quân 2023 quý mão vào tối 30 Tết được trình chiếu, dư luận công kích chê bai dàn diễn viên gạo cội diễn nhạc, diễn nhảm nhí, mua vui rẻ tiền. Đáp lại Xuân Bắc tác vào mặt khán giả bằng câu nói láo toét ăn cháo đá bát. Sự bố láo của Xuân Bắc không có gì phải bàn, đó là kết quả tất yếu của một xã hội văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp. Lũ con đàn, con hát này phải ăn cây nào rào cây ấy là điều tất nhiên làm chó thì phải trung thành với chủ cái đáng bàn ở đây chính là công luận dàn diễn viên táo quân chỉ diễn theo kịch bản đã được những người quản lý phê duyệt trước khi ra đến khán giả từng hành động từng lời thoại từng cảnh diễn đã bị kiểm duyệt một cách chặt chẽ nó nhạc vô duyên không dám động chạm không có chiều sâu không thâm túy tất cả là do người viết kịch bản chỉ đạo chương trình đạo diễn khách quan mà nói không phải lỗi của lũ con đàn con hát ăn cơm chế độ, dư luận, khán giả không nên chỉ mũi dùi chỉ trích những con robot những con rối bị giật dây này. Làm như thế cũng chẳng khác gì đánh vào thằng vả trong cung đình, mà không dám động vào lũ vua chúa, ăn trên ngồi chốc, tốt hơn hết, Tết năm sau còn táo quân tắt tivi ngồi uống rượu chửi tiên sư bố thằng nào để cái trò nhố nhăn này diễn ra.